Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự Đại đội Bộ binh 4 học tập và làm theo lời Bác. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Đại đội Bộ binh 4 đã thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Qua đó giúp cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, giữ vững tư tưởng, lập trường chính trị, hăng hái thi đua trong công tác, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong thời gian qua, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao, trở thành kim chỉ nam cho cán bộ chiến sĩ phấn đấu, cấp ủy, chỉ huy Đại đội Bộ binh 4 đã tổ chức các buổi học tập chuyên đề nhằm giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, ra sức phục sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Cùng với đó, đơn vị còn thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm trong những buổi sinh hoạt đoàn thể, từ đó giúp cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều tự liên hệ với bản thân để vận dụng lời dạy của Bác vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, định hướng tu dưỡng, phấn đấu của bản thân với những việc làm cụ thể. Thông qua việc học và làm theo lời Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Về vấn đề thực hiện làm theo, học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh thì trong chi bộ cũng như trong đơn vị là tổ chức quán triệt cũng như là phổ biến đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Về hành động cụ thể tiếp tục trong cái thời gian vừa qua thì trong chiến sĩ thì cũng như là trong đơn vị là thực hiện tốt cái cuộc vận động là về hình thức tiết kiệm để ủng hộ người nghèo, về cái hũ gạo về người nghèo. Trong chi đoàn thì thực hiện ngôi nhà 100 đồng và thu lượm ve chai để xây dựng các thiết thực, các công trình thiết thực để phục vụ đời sống của đoàn viên thanh niên cũng như là cán bộ chiến sĩ. Qua đó thì ủng hộ và xây dựng các cái giúp đỡ gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn đơn vị đóng quân. Việc học tập và làm theo lời Bác đã trở thành việc làm thường xuyên của mỗi cán bộ chiến sĩ ở Đại đội Bộ binh 4 trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các công tác khác. Trong công tác sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực chiến, tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong các dịp lễ, Tết. 100% cán bộ chiến sĩ thực hành tiết kiệm, giữ gìn, bảo quản và sử dụng vũ khí, khí tài, cũng như tài sản, cơ sở vật chất. Hàng năm, đại đội còn phát động phong trào xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo, hũ gạo vì người nghèo, tích cực thực hiện tăng gia sản xuất, cung cấp đủ 100% rau xanh và trên 80% lượng thịt, góp phần nâng cao bữa ăn hàng ngày cho cán bộ chiến sĩ. Đơn vị còn thường xuyên tổ chức lao động giúp dân sửa đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, giao lưu văn nghệ, thể thao với cán bộ và nhân dân trên địa bàn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó quân dân. Là bản thân là chiến sĩ thì tôi luôn hành tốt cái quy định và thực hiện tốt các cuộc vận động là tiết kiệm quỹ vì người nghèo, nhiệt tình tham gia các hoạt động như là ngày chủ nhật xanh rồi dọn dẹp khu nông thôn, luôn trao dồi một kiến thức, an tâm tư tưởng, quyết định đón nhận nhiệm vụ và luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng. Đó thì luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh. Để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Ban chấp hành Đại đội Bộ binh 4 sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến từng cán bộ, chiến sĩ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gắn với cuộc vận động, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động. Trong thời gian tới thì đơn vị sẽ tiếp tục học tập cũng như là tổ chức cho quán triệt cho cán bộ đến toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị, xây dựng kế hoạch cụ thể phổ biến đến cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. 100% là cán bộ chiến sĩ sẽ có cái bản đăng ký quyết tâm thực hiện theo cái nhiệm vụ
cũng như là theo cái học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực và quyết tâm của đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị Đại đội Bộ binh 4 sẽ ngày càng nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là một trong những lá cờ đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị có thể xem lại chuyên mục này trên địa chỉ website đài truyền thanh chưa rút.dacnong.gov.vn. Thân ái chào tạm biệt.